Nghe bảo AMD mới ra 7000 series và đây là con main hỗ trợ 7000 series đầu tiên tại Việt Nam. Đây là con ROG Strix X670 EE Gaming Wi-Fi, một con main hoàn toàn mới với socket AM5 hỗ trợ cho series 7000 sắp tới của AMD, và nó có 2 khe RAM với tối đa là 64GB RAM DDR5 nhé. Một cổng PCIe 5.0 X16, 3 cổng USB A2.0, 5 cổng USB A3.2 và 2 cổng USB-C 4. Chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI 2.0. Ngoài ra thì hai cổng C cũng có thể xuất hình với chuẩn là DisplayPort 2.0. Sẽ có hai cổng SSD M2, một cổng chuẩn PCIe 4.0 ở đây và một cổng chuẩn PCIe 5.0 nằm ở dưới. Tương lai của SSD 5.0 đã tới rồi. Một điểm thay đổi so với những con main khác là những cổng như front panel này, USB này, những cổng SATA các kiểu thì sẽ được đưa lên một cái mạch nhỏ và cái mạch này sẽ gắn vào cái mainboard. Ngoài ra, khi anh em mua con main này sẽ được tặng thêm một bộ điều khiển ngoài với cái tên là ROG Strix 2, và anh em hoàn toàn có thể trên bàn hoặc là dán lên thùng cây như thế này. Dính rất là chắc luôn. Main đã có rồi, còn sức mạnh của AMD 7000 series ra sao thì hãy chờ trên tay đã, nên là hãy đón xem nhé.